anh em mà cách chỉnh cái chiếc vang cơ, vang số, quyền cơ nhập vang số lại cơ DK3.1. Hôm nay em giới thiệu cách chỉnh của nó nha. Video trước em đã giới thiệu về các tính năng mặt trước mặt sau là các tính năng này và test thử Echori vào rồi, thì hôm nay em giới thiệu cụ thể về cách chỉnh tay trên chiếc vang cơ này. Đầu tiên muốn chỉnh chiếc vang này bác có phải có một cái vít hai cạnh như này. Đó. Để mình xoay chọc vào đây mình xoay. Đầu tiên bác sẽ chỉnh cho em, các bác chỉnh cho em bấm vào menu. Đây menu, bấm một lần. Mình sẽ có bấm sang nút sang phải một lần. Mình sẽ có mic, effect, setup. Setup mình bấm ok menu. Nó sẽ có chế độ là reverse. Reverse 5. Và ấn tiếp sang mono echo. Đấy sẽ có để reverb ở đây để 100, anh đang để 170 m/s. Chỉnh điện đây 170, 180, 190 đây gọi lên xuống em để 170, 180 là ok rồi. Tiếp theo reverb hpf bác để cho em 100 Hz. Reverb lvf bác để cho em khoảng 115 kHz. Echo HPF để 100 Hz và reverb HPF để khoảng 15 kHz. Reverb để chế độ room 5, room mấy thì các bác tùy ấn lên xuống đây. Room 4 này, room 6, room 5 này. Đó, để bác xoay đây, delay. Delay vẫn đang khóa, bác bấm vào đây, sub này thì mở này. Khi nó khóa, biểu tượng chìa khóa bấm vào đây thì mở. Đấy, delay, nó xoay delay 180 m này. Đấy. Repeat nó để 65-70%. 65-70%. Echo, reverb để echo và reverb là trộn hòa quyện giữa echo và reverb. Đấy. Reverb time nó để khoảng 2.5 m/s. Cái này là điều chỉnh bát chép của mic. Đấy, bát chép. Bát này, chép này. Đấy. Và đây là bát chép của nhà. Bác sắp thích nhưng tiếng bát nó đuối bác tăng lại lên. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, tùy hết dịch nghe nó vừa thì bác giảm. Bác để chép, đây là chép, bác tăng lên theo nghe nó vừa đủ. Ok, con này bác chỉnh sang tự động nó lưu nhá. Và nó ba lăng này nó chỉnh cân loa. Đấy, LR 100 là hai bên là LR bên trái phải là ra đều 100. Còn cái nốt FBE là nốt chống ngũ. Đấy, bật chống ngũ, tắt chống ngũ. Đấy. Còn cái này thay đổi, nó hai nút này nó thay đổi tông nhạc, các bác không cần bấm. Cái này tùy chọn khi vào menu nó tùy chọn thôi. Tùy chọn bấm cái nút này là để tăng giảm. Đấy là phần mic, phần effect. Mic setup với anh là cái gì, mic effect bè chuyển mic setup. Ok, mic noise gate có nghĩa là đây là chống ồn để -60 dB. Mic invoice nghĩa là khi khởi động lên nó sẽ nằm ở 15 decibel. Mic void là khi vặn mic lên là 0 decibel, nó mức to nhất. Effect invoice có nghĩa là effect khởi động là để -10, mic là 0 decibel. Cái này là center, in voice, mark voice, effect. Rồi, các bạn tiếp theo các bạn cho phần music setup. Ok, cái này là noise gate là chúng ta bấm thôi. Cái này để tầm 60-66 đều ok. In voice để tầm có nghĩa là khởi động mà để -25 dB. Có nghĩa là cái này thì có thể bác là đầu vào nó to có thể là giảm xuống còn khoảng 27-28 gì đấy, 30 là nhỏ nhất, 30 là tịt rồi, để ở 25 có thể là để to hơn, tùy bác chỉ. Các bác chỉ max là 0 decibel.
input là nó có input là nếu mà các bác cắm vào ngõ 1 là có để B9 đấy. Thế thôi, nó không có gì cả, rất đơn giản. Quá chỉnh xong, tự động để sao lưu lại. Đấy. Em sẽ test lại cái tiếng mic của chị. Anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Mọi chi tiết anh em liên hệ với số điện thoại là 0974107662. Em Hạnh ở Thanh Ba Phú Thọ, em nhận chuyển hàng toàn quốc nhé. Với mặt hàng nhẹ, các bác không cần cọc, em có thể là chuyển hàng cho các bác, nhận hàng, thanh toán, kiểm tra thanh toán tiền. À, ví dụ như chiếc vàng này, mặt hàng nặng thì không nói. Cảm ơn các bác xem video.